chúng ta hẳn ngay cũng muốn lời nói của mình có sức thuyết phục, tinh tế và đáng tin cậy. Dù là liên lạc qua email, gọi điện thoại, gặp mặt hay phỏng vấn thì tất cả những dịp này đều là cơ hội để người chơi biểu hiện năng lực giao tiếp của mình. Nếu người chơi muốn trở nên chuyên nghiệp hơn trong kỹ năng giao tiếp, hãy khai mạc bằng việc đào thải 6 cụm từ sau đây khỏi từ điển của mình. Một, thành thật mà nói. Nhiều ứng cử viên khi đi phỏng vấn kém dùng cụm từ này để câu giờ khi họ không biết phải trả lời câu hỏi như thế nào. Tuy nhiên, cách khai mạc này kém gây tuyệt vời xấu và làm cho nhà tuyển dụng hiểu lầm rằng những câu trả lời trước đó là không trung thực. Hai, chỉ là cụm từ chỉ là được sử dụng kém duyên, nhưng hiếm khi thật sự cần thiết. Cách nói này làm giảm uy tín, biểu hiện sự thiếu tự tin và phủ nhận tầm quan trọng của thông điệp người chơi muốn truyền đạt. Thay vì bắt đầu email bằng câu tôi viết mai này chỉ để công bố là hãy vào luôn vấn đề chính. Cách điều chỉnh này rất dễ chơi nhưng chắc chắn sẽ đem đến đặc biệt rõ ràng. Ba, nhiều thứ. Từ vô nghĩa này hoàn toàn có thể được thay thế bằng những từ chi tiết và có ý nghĩa hơn. Thay vì nói mọi thứ đang diễn ra như thế nào rồi, hãy thử nói là anh có thể cập nhật cho tôi tình hình tiến triển của dự án không? Như vậy câu hỏi sẽ rõ ràng hơn và người chơi cũng sẽ thu được câu trả lời mà mình cần. Một ví dụ khác, trong một cuộc phỏng vấn hoặc thư xin việc, thay vì nói rằng có rất nhiều điều khiến tôi biến thành một ứng cử viên tuyệt vời, thì hãy nói những điều đó ra. 4. Xin lỗi. Từ này quen thuộc quá đúng không? Xin lỗi, nhưng thứ 4 tôi không thể đi với anh được. Phụ nữ là người kém duyên nhất trong việc lạm dụng từ này, tuy nhiên chúng ta nên chấm dứt xin lỗi về bất kỳ điều gì, ta thực sự không cần xin lỗi. Thay vì xin lỗi, tại sao người chơi không đưa ra một giải pháp? Thứ 4 tôi có hẹn trước rồi. Anh có muốn gặp vào sáng thứ 5 không? Hãy để dành lời xin lỗi vào những dịp cần thiết. 5. Hy vọng là trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đừng chỉ chờ đợi mà hãy hành động. Thay vì nói tôi chờ đợi thu được câu trả lời của anh vào thứ 2, hãy nói tôi đã yêu cầu câu trả lời vào thứ 2, và nếu không thu được, tôi sẽ đích thân liên lạc. 6. Nói năng không lưu loát. Ai cũng có những lúc như thế. Khi không biết nói gì, chúng ta kém ấm uống an, thì là, người chơi hiểu ý tôi mà, đây là những cụm từ dùng để lấp đầy không khí căng thẳng hay để xong xuôi câu, nhưng đồng thời chúng cũng là sát thủ phá hoại uy tín người chơi. Hơn thế, những cụm từ này kém được ta sử dụng trong vô thức, tức là nhiều người không thể kiểm soát phiên bản thân khi phát ra những âm thanh khó nghe này. Một trong những cách để khắc phục lỗi giao tiếp này là quay video phiên bản thân mình ít nhất một lần trước khi chuẩn bị phỏng vấn hoặc khi thực hành thuyết trình. Sau một thời gian luyện tập, năng lực giao tiếp của người chơi sẽ tăng cao, người chơi và không còn sợ ngùng khi giao tiếp nữa. Theo Forbes, Bakuda,